Ủa sao anh về sớm vậy? Ờ có chút xíu việc cho nên phải về sớm. Vậy hả? Ủa mà chừng em sao vậy? Mà đi chẳng hạn vậy? Không sao. Anh đi chơi vui không? Chán thấy mồ. Dạ. Còn em sao? Cũng chán thấy bà luôn. Hình như là không được gần nhau cho nên nó mới chán vậy ha. Ờ, chắc còn cả tiếng nữa mới bình minh á. Bây giờ em muốn làm gì không? Làm gì là làm gì? Làm không muốn làm gì thì uống cà phê với anh ha. Để ngắm bình minh. Rồi, cảm ơn chưa? Tôi nói cho cô biết, y học đã chứng minh khi hai cơ thể đang lạnh mà đứng lại gần nhau, sát nhau sẽ tỏa nhiệt, làm cho cơ thể ấm hơn đó. Thiệt không? Tôi là bác sĩ, tin tôi đi. Nhưng mà thấy vậy không biết vui có bị mất duyên không trời? Chắc một mình cô mất duyên chứ. Còn tôi thì không. Cô đi tới trạm xe buýt hả? À. Lên xe đi, tôi chở nè. Thôi, tôi không dám làm phiền anh đâu. Không sao đâu, cứ lên xe tôi chở đi, tôi cũng tiện đường mà. Anh tính chở tôi ra bãi biển lần nữa hả? Trời ơi, cô thù dai vậy luôn hả? Yên tâm đi, không sao đâu, lên đi. Ngoài trời nắng lắm á. Chở tôi tới trạm xe buýt thôi nha. Được rồi. Ôi, nắng muốn điên người luôn á. Ông trời muốn chi người ta luôn hay gì vậy trời. Đi không chịu mang theo dù, trách ông trời. Nãy giờ còn chảnh không thèm lên xe đó chứ. Không phải tại vì tôi chảnh đâu nha. Tôi sợ anh chở tôi ra bãi biển lần nữa hay đó. Trời, cô thù dai dữ vậy. Cô đã thù được tôi rồi mà. Bật đài nghe nha. Được. Ủa? Mưa rồi. Thì đúng rồi. Nắng lắm thì mưa cũng nhiều chứ. Cô bị gì vậy? Cho má, thò tay ra cho mưa tạt vô cho má nè. Tôi tưởng cô bị gì không chứ. Ướt quá nè. Hả? Alo, tôi nghe. Phải gì không? Nói gì biết nói sao giờ? Đương nhiên rồi, bạn gái là quan trọng nhất chứ. Hay quá ha. Bộ không có người yêu á là mình chết vì buồn hả? Hẹn cho đã rồi giờ hủy. Thôi nha. Bỏ qua cho lần này á. Anh muốn quầy bạn cho leo cây hả? Thì trời mưa, cho nên bạn qua bên chỗ bạn gái đó rồi. Còn cô thì sao? Bạn của tôi thì nó qua bạn trai nó rồi. Bởi vậy mấy đứa có người yêu nó là vậy đó. Có bồ là bỏ bạn hết à. Đúng đó. Bây giờ cô muốn đi đâu?
anh cứ chở tôi ra chợ xe buýt đi, xong rồi tôi bắt xe quay trở về nhà nằm ngủ sướng hơn. Nếu vậy chúng ta tìm chỗ nào chơi đi, cậu thấy sao? Đi đâu vậy? À, đi bệnh viện đi, từ nhỏ tới lớn tôi chưa biết bệnh viện à. Đi chơi chứ bệnh viện. Tôi đi giỡn á. Ê, không có đi công viên không? Vậy cũng được, ý hay á. Bộ cô thích mưa lắm hả? Ừ, tôi thích ngắm mưa lắm. Tại vì á, mỗi lần trời mưa tôi có rất là nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm với mưa hả? Ừ. Mùa mưa nào chẳng xảy ra đều có nửa năm. Vậy thì cô làm gì? Nhậu. Mùa mưa nào tôi cũng nhậu hết á. Đi nhậu hả? Ừ. Ba năm trước. Thì cũng giống như mua đầu mùa mọi năm thôi. Anh đoán đi. Đừng nói tôi có đi nhậu nha. Nói đó. Đi nhậu thiệt hả? Nhưng mà nhậu ở đâu? Thật sự luôn á là không nhớ nổi. Trời ơi. Xỉn quá luôn á. Để coi. Hình như là mua đầu mùa năm. Hình như chắc lúc đó tôi làm khùng làm điên ngoài công viên á. Công viên Tao Đàn hay sao á. Công viên Tao Đàn. Nè, cô nhắc tôi mới nhớ nha. Hình như năm ngoái tôi có mặt ở đó đó. Thiệt? Giỡn với tôi hả? Thiệt, tôi đi gặp một người bạn. Mà đó cũng là lần nhớ đời của tôi luôn. Tôi gặp một cô gái làm khùng làm điên ngoài đường vậy đó. Anh đang chọc tôi phải không? Sao mà trùng hợp vậy được? Nè, đừng nói cô gái đó là cô nha. Anh giỡn mặt với tôi hả? Dạ em sắp tới rồi. Dạ. Tại kẹt xe quá. Dạ. Rồi để em tới liền.
con xin lỗi. Con xin lỗi ba và mua cô ông già nữa. Nhưng mà đi về đi. Nghe anh kìa. Hãy giờ tôi để anh thì tôi hơi bị nhiều mỏi. Mỏi gì vậy chứ già? Vậy tôi à, ba xin phép ba tôi đây. Ba xoay lên là lại hết sức rồi. Bây giờ đi. Mẹ à mẹ. Mẹ tặng cái gì lỗi mà. Ủa Tâm Ý. Ủa sao con ở đây? Dạ con đi mua đồ. Con quên mang theo dù hả? Dạ. Nè cầm đi. Dạ thôi không cần đâu chú. Chú cứ xài đi. Sao không cần, cầm đi. Dạ thôi con đi về cũng được mà. Trời ơi cứ cầm đi lẹ nè. Dạ thôi chú đưa con lấy gì chú che. Nè cầm đi, chú chạy bộ được mà. Dạ mà con cũng chạy được mà. Đừng có cứng đầu quá. Nè cầm đây dù mới nha, không được để ướt nghe chưa. Vậy sao che được chú? Chú nói giỡn á, cầm đi nghe thơ quá vậy nha. Dạ con cảm ơn chú. Đừng có cứng đầu quá. Nè cầm đây dù mới nha, không được để ướt nghe chưa. Vậy sao che được chú? Chú nói giỡn á, cầm đi nghe thơ quá vậy nha. Dạ con cảm ơn chú. Chị xíu nha, chị lên liền. Nè tôi lên mà chị chưa lên là biết tên tôi đó nha. Chạy tiếng ngậu bây giờ, go, hiểu chưa? Con nhỏ đều biết nó hỗn hào à. Dạ cô ngoại. Trời nó thưa tôi nổi hết da gà luôn. Nè con. Dạ. Con có thấy cái áo khoác của ông đâu không? À áo của ông con giặt rồi không? Hình như là khô rồi đó. Vậy hả? Ủi liền ha, ủi liền xong rồi hồi đêm hồi ông ra ngoài nghe chưa? Lẹ lên nha con. Dạ. Ủa chú. Ờ. Dạ chú ăn cơm cho chú, để con dọn cơm cho chú nha. Chú ăn rồi. Dạ. À mà nè, có ai gửi đồ cho chú không? Dạ có, con để trên bàn chú rồi á. Ờ chú cảm ơn nha. Dạ. Ủa con bị bệnh hả? Dạ. Con bị bệnh hả? Dạ không có. Không có cái gì mà con sưng lên được kìa. À chắc là con bị sâu răng thôi à. Bị sâu răng? Dạ. Để chú coi. Ừ. Cái gì vậy? Con bị sốt rồi đó. Ừ. Để chú một chút. Đây rồi. Hai miệng ra chú coi. Dạ. Hai miệng ra. Nói chữ A. A. À. Đúng rồi. A à, bước lên. À. Con thích ai chưa? Dạ. Hả? Cái gì? Không, vậy? Không có. Con đâu có thích ai đâu. Chú chỉ nói giỡn thôi mà. Làm gì căng vậy? Con bị mọc răng khôn thôi. Nhưng mà cái răng này á nó mọc lệch khiến con bị đau. Phải lên nha sĩ nhổ mới được á. Dạ. Ừ. Răng khôn mà chú. Đúng rồi. Con đứng đây đợi chú nha, chú vô làm thủ tục cái. Dạo này bên đây tân trang nhiều thiết bị mới quá ha.
Ừ, bên tôi mới nhập mấy loại máy mới. Giờ ông làm răng thẩm mỹ, có chút xíu là xong thôi à. Nhiều máy hiện đại vậy, chắc là làm nhanh và khỏe gọn ha. À, hay ông bỏ làm bác sĩ ngoại khoa đi, qua đây làm nha sĩ chung với tôi cho vui. Thôi, tôi không có khiếu bên nha khoa đâu. Tôi làm răng không khéo đền răng cho người ta không nên. Ông kiêm tốn. Răng hàm bị răng khôn đẩy hư nhiều đồ đó không ạ? Ủa sao con bé để lâu quá vậy? Chắc tại con bé bận quá đó. Bây giờ tôi sẽ cho con bé một cái đơn thuốc nha. Sau đó mình sẽ đặt lịch hẹn để nhổ. Răng này dễ nên mình nhổ cũng nhanh thôi. Ha. Vậy có gì ông cố gắng sắp xếp sớm cho tôi nha. Ok ông. Cảm ơn. Con ngồi đây đi. Đợi chú một chút. Dạ. Yeah. Nè, cô uống thuốc đi. Dạ, về nhà uống cũng được mà chú. Uống thuốc giảm đau, nó sẽ bớt đau đó. Con chịu đựng mấy ngày nay đúng không? Dạ không sao đâu, con chịu được mà. Mắc mới gì phải chịu, cứ uống đi. Còn chịu được nhiều chuyện khác nữa đó. Dạ. Hôm nay với ngày mai, con cứ nghỉ ngơi cho thoải mái. Để chú nói với cô cho. Dạ không sao đâu chú, cô uống thuốc rồi chắc cũng đỡ mà. Khờ quá. Cứ nói là con bị đau là được. Nhưng mà cái gì? Từ đây về sau á, nếu con bị mệt hay con bị đau thì phải nói với chú một tiếng. Chú mới biết chú giúp được chứ. Hiểu chưa? Sao gì? Uống đi. Dạ. Thôi cầm đỡ đi, lát chị kiếm cái thun khác chị cột cho. Dạ. Chị có sao không chị? Chị sao không? Tôi gãy tay rồi nè. Lấy thẻ đổ tôi 500 ngàn xăng đi. Dạ. Áo mới hả chú? Chú mua đại. Không biết sở thích hai đứa như thế nào, nhưng mà hy vọng là hai đứa sẽ thích. Sao tự nhiên chú mua đồ cho tụi con vậy? Thì thích thấy thì mua thôi. Chú Julian có rủ con với Tâm Anh qua bên đó ăn, nhưng mà con chuẩn bị đi thì chú nhờ đem đồ lên cho chú. Vậy bây giờ con qua bên đó hả? Dạ đúng rồi. Thôi đừng đi, đi ăn một mình buồn lắm. Đi ăn với chú nha. Dạ thôi, để con chạy qua đó cũng được mà. Thì cũng là ăn thịt nướng thôi mà. Đi ăn với chú đi. Với lại con thích ăn thịt nướng lắm đúng không? Dạ con thích lắm. Vậy mình đi ăn thịt nướng. Chú thấy lộ này được nè. Con thấy sao? Dạ. Cái điện thoại này chú được trúng thưởng, chú tặng cho con, con cầm đi. Sao chú lại cho con cái này? Cả nhà này ai cũng có hết rồi, chỉ mình con là chưa có. Mỗi lần liên lạc với con rất là khó. Dạ, con nghe ạ. Chú nè, chú nói với cô rồi, cho nên con cứ tới chỗ nha khoa lần trước đi nha. Dạ. Phải nhổ răng khôn nó đi chứ. Tới liền đi. Chú đợi con ở quán cà phê trước cửa nha khoa nha. Dạ, con tới liền. Cảm ơn chú. Con uống đi, rồi mình đi. Rồi, tới rồi. Ủa, ai tới vậy chú? Ở đây nè. Bác sĩ. Làm gì đến trễ quá vậy? Sài Gòn cái gì cũng thay đổi, mỗi việc kẹt xe là không. Dạ, ngoài ngay đi chơi hả? Vậy mà nói là không có thời gian. Đừng nói tầm bậy. Có thời gian hẹn hò đó. Đã nói đừng nói tầm bậy rồi. Chứ cô bé này là ai? Là cháu gái thôi.
cho em. Chị tên là Linh, là đồng nghiệp của anh sĩ. Em không định giới thiệu gì về mình hả? À, em... Cái gì vậy cô hai? Tính tra khảo người ta hả? Là công an hả? Ờ, à, thì một người máu lạnh như anh mà cũng có bồ thì dĩ nhiên là em phải thắc mắc một tí xíu. Đã nói là không phải rồi. À quên nữa, nè. Coi này đi. Em là người đầu tiên được coi nha. Trời ơi, vinh dự quá ha. Rồi, vào đi. Nè, uống gì để em đi gọi cho. Cho em cà phê nha. Cà phê đúng không? Chị cứ coi thoải mái đi nha. Ờ, nhưng mà em nói trước nha, em đóng góp ý kiến hẳn lắm đó. Thoải mái, mà như cái này chỉ là phác thảo thôi, chưa xong đâu nha. Ok. Coi đi. Uống đi cô. Ủa mà anh đã xem bài viết của giáo sĩ Leo chưa? Được đăng trên tạp chí khoa học y khoa đó. Ủa, ông cũng nghiên cứu đề tài này hả? Nghiên cứu đề tài mạch máu hả? Ừ, đúng rồi, anh không biết gì hả? Tháng sau á, giáo sư sẽ được mời sang Mỹ để giới thiệu về bài viết này. Nhưng mà nếu mà anh đi á, nó sẽ giúp ích cho anh rất là nhiều trong bài viết này. Em đi cùng anh. Cái này phải được trưởng khoa cho phép. Anh nói thiệt cho anh điên đầu về bài viết này quá. Là còn không đủ tài liệu nữa chứ. Nhưng mà lấy tài liệu ở đâu? The New Island Journal of Medicine. À, chú ơi. Hả? Hay là con xin phép đi trước nha chú. Sao vậy? Tại con thấy chú bận quá à. Với lại con tự đến đó nhổ rồi về nhà cũng được. Ủa, con cũng muốn vậy hả? Chú có nói trước rồi, bây giờ con tới con nói rõ họ tên là được à? Dạ, con chào chú. Con chào chị. À quên nữa, con cầm cái dù về giùm chú đi, trời có mưa đâu. Con lại cái này đi. Làm hoài không được luôn á. Chỗ này anh thêm cái icon cho dễ thương hơn á. Tào lao mi lao hả? Thêm icon. Nè, khúc nè, chứa tài liệu nè. Ủa, con chưa đi hả? Dạ, ở ngoài mưa rồi. Chú giữ cái dù đi. Ngoài trời mưa hả? Ngoài trời mưa thì con phải giữ đi chứ, ướt con sao? Dạ thôi, nhà hoa cũng gần mà. Con chạy cái gái là tới rồi. Không có, nếu như trời mưa chắc là chú không xài đâu, chú ở lại đây luôn á. Anh ở chỗ này em thấy nó sai sai cái gì anh kiểm tra lại xem. À đây. Rồi đem đúng trình tự nè. Đó, thấy chưa? Mở được luôn nè. Đó. Đó. Tiêm thuốc tê rồi sẽ không đau đâu ha. Em cứ bình tĩnh nha. Em không định giới thiệu gì về mình hả? À, em... Cái gì vậy cô hai? Tính tra khảo người ta hả? Là công an hả? À quên nữa, con cầm cái dù về giùm chú đi, trời có mưa đâu.